Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Knews 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với mình điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Fan không hài lòng vì đủ vấn đề trong cách mà YG quảng bá cho solo của Row. Thêm nhiều khoảnh khắc cho thấy sự bất thường trong nội bộ của Momoland, bức ảnh cuối cùng khiến Knet tin chắc chắn có xảy ra bắt nạt. Một thành viên của aespa khiến cả Yunho của Đông Bang Shinki phải chú ý và khen ngợi hết lời. Một chi tiết trong toàn bộ scandal của Sujin G-Idol khiến Knet tranh cãi, nhẹ hơn bạo lực học đường nhưng liệu có thể tha thứ được hay không? Và sau đây là nội dung chi tiết. Fan không hài lòng về đủ vấn đề trong cách mà YG quảng bá cho solo của Row. Chỉ còn 4 ngày nữa, Row Blackpink sẽ chính thức debut với tư cách là ca sĩ solo. Vốn là giọng ca chính của Blackpink, đa số ai nấy đều kỳ vọng cho màn debut này của Row. Tuy nhiên càng mong chờ nhiều thì fan lại càng bị YG làm thất vọng nhiều thông qua những tấm poster. Mới nhất vào 15 giờ ngày 8 tháng 3, YG tự nhiên tung một tấm hình đếm ngược D4, ngày mà album A cũng như ca khúc chủ đề On The Ground chính thức phát hành. Chính xác là YG đã đăng những chiếc poster đếm ngược một cách ngẫu nhiên. Người hâm mộ Row trở thành trò đùa với quý công ty hôm 7 tháng 3. Chiếc poster D5 được up vào lúc 14 giờ. Và rồi hôm nay, poster D4 lại được up vào lúc 15 giờ. Hay YG muốn chơi trò lũy tiến đây? Để xem ngày mai YG có up poster D3 vào 16 giờ hay không nhé. Chưa kể, chiếc poster còn được thiết kế khá sơ sài, đơn giản. YG còn không chia sẻ nhiều lên các trang chính thức khiến fan còn hoài nghi liệu có phải chính Row đã phải tự làm poster rồi up lên hay không. Đáng nói hơn, những chiếc poster này không mang đến nội dung mà fan cần. Combo 3 chiếc Polaroid thì đã có đến 2 chiếc tĩnh vật không dính đến Row. Đến chiếc còn lại thì YG sử dụng hình cũ của Row đã công bố trước đó. Row sẽ chính thức debut ngày 12 tháng 3 tới đây với single đầu tay mang tên A cùng MV ca khúc chủ đề On The Ground. Teaser chính thức của MV On The Ground đã được phát hành vào tối ngày 7 tháng 3. Thêm nhiều khoảnh khắc cho thấy sự bất thường trong nội bộ của Momoland, bức ảnh cuối cùng khiến Knet tin chắc có xảy ra bắt nạt. Sau khi Apple bị phanh phui bắt nạt cựu thành viên Lee Hyun-ju, vấn đề nội bộ của các nhóm nhạc K-pop, đặc biệt là các nhóm nhạc nữ càng được công chúng Hàn Quốc quan tâm hơn bao giờ hết. Giữa bối cảnh đó, Momoland là cái tên tiếp theo bị nghi ngờ có tồn tại mâu thuẫn giữa các thành viên. Khi mà người ta phát hiện ra rằng Yeon-gu, người đã rời nhóm vào tháng 11 năm 2019, đã hai lần đăng bài ẩn ý vào ngay lúc thời điểm vụ bắt nạt của AOA và Apple nổ ra. Trước khi rời nhóm, Yeon-gu từng được xem là một cây hút fan của Momoland vào thời điểm đó, khi mà ngoại hình nổi bật giúp cô nàng nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả. Chính vì thế mà việc Yeon-gu đột nhiên tuyên bố rút lui để tập trung vào sự nghiệp diễn xuất đã khiến nhiều người khá bất ngờ. Và càng ngạc nhiên hơn cả khi một năm sau đó, chính thành viên này đã lên tiếng thừa nhận cô không hề muốn rời khỏi Momoland. Những bí ẩn xung quanh sự rời đi của Yeon-gu kèm theo hai bài đăng được cô chia sẻ ngay giữa tâm bão scandal bắt nạt của hai girl group khác, khiến nhiều người nhanh chóng đặt nghi vấn rằng phải chăng Yeon-gu cũng từng bị cô lập, bắt nạt trong nội bộ của Momoland. Suy đoán này ngày càng có căn cứ hơn khi mà sau đó, netizen Hàn đã tìm thấy những khoảnh khắc Yeon-gu bị thành viên cùng nhóm hất tay, đối xử lạnh lùng khi chơi trò ẩn tù tì, thậm chí có thể bị nói móc ngay trên sóng truyền hình quốc gia. Tiếp tục với những nghi vấn xung quanh Momoland, cư dân mạng xứ sở Kim Chi mới đây tiếp tục đăng tải thêm loạt ảnh mà họ tin rằng chúng đã cho thấy rõ sự bất thường trong nội bộ của Momoland, hay nói đúng hơn là mối quan hệ giữa Yeon-gu với các thành viên còn lại. Trong loạt ảnh nói trên, có thể thấy rằng Yeon-gu luôn ngồi một mình trong góc khi mà các thành viên khác vui đùa đằng sau hậu trường hoặc đứng bơ vơ một mình khi chụp ảnh trong lúc những người khác ôm nhau đầy tình cảm. Đặc biệt, bức ảnh cuối cùng được chụp lại một lễ trao giải khiến nhiều người phải rơi nước mắt và tin chắc rằng 100% chuyện xảy ra bắt nạt là có thật. Nhiều người không hiểu tại sao không có lấy dù chỉ một người ngồi bên cạnh Yeon-gu để cô bớt lạc lõng trong một sự kiện lớn như vậy. Một thành viên aespa khiến cả Yunho của Đông Bang Shinki phải chú ý và khen ngợi hết lời. Yunho của Đông Bang Shinki nổi tiếng là hình mẫu lý tưởng để các idol K-pop phấn đấu học hỏi. Nam idol được mệnh danh là chủ tịch đảng nhiệt huyết. Bởi tinh thần luôn luôn nỗ lực tiến về phía trước, làm gì cũng phải bỏ ra hơn 200% sức lực và luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất để thực hiện. Cũng chính vì vậy mà với tư cách là một tiền bối chuẩn mực nhà SM, Yunho luôn khắt khe cho những lời khuyên đối với các hậu bối của mình. Để làm hài lòng được nam idol là một điều không hề dễ dàng. Vì vậy, nếu có ai đó nhận được lời khen từ anh, thì chắc chắn đó là một niềm tự hào vô cùng lớn.
Và mới đây, một thành viên của S3 đã được vinh dự đó khi được Yoon-ho chú ý và khen ngợi về sức hút của mình. Mới đây, trong tập phát sóng ngày 6 tháng 3 của Show The Manager, Biren đã gặp gỡ những người bạn của mình là KCM và Yoon-ho của Đông Bang Shinki để cùng nhau dùng bữa. Khi họ đang ăn cùng nhau, Biren bất ngờ chợt tò mò muốn biết suy nghĩ của Yoon-ho về những hậu bối của mình tại SM. Anh hỏi Yoon-ho, có một điều mà anh rất tò mò, trong số những đứa trẻ nhà SM, ai là hậu bối khiến em nghĩ rằng đứa trẻ này dường như rất tuyệt vời, anh thật sự muốn biết đó. Yoon-ho lặp lại câu hỏi của Biren trước khi dành một phút để suy nghĩ về câu trả lời của mình. Ai là người trông vẻ hứa hẹn nhất ấy ạ? Sau một hồi suy nghĩ, Yoon-ho cuối cùng cũng trả lời, ồ, em vừa nghĩ đến một người, có một thành viên S3 tên là Karina. Em ấy là một người có sức hút hơn rất nhiều nếu chúng ta gặp gỡ em ấy trực tiếp ngoài đời. Em cũng vậy đấy, ban đầu em không biết em ấy có sức hút đến vậy cho đến khi em gặp em ấy và em ấy chào hỏi em. Tình huống tiếp theo lại càng hài hước khi mà Biren ngắt lời Yoon-ho để chỉ ra rằng KCM đang len lén lấy điện thoại dưới gầm bàn để tìm kiếm xem Karina là ai. Điều này khiến cả trường quay đều bật cười. Việc được Yoon-ho nhắc đến và khen ngợi như một idol thế hệ sáng giá nhà SM đã khiến Karina một lần nữa thành chủ đề hot. Sau đó, nhiều trang truyền thông Hàn đưa tin về câu nói này của Yoon-ho, cho rằng người được Yoon-ho khen ngợi chắc chắn là một người thật sự có tiềm năng. Mặt khác, các fan của Karina thì lại không khỏi tự hào khi mà idol của mình được tiền bối uy tín như Yoon-ho dành tặng những lời khen ngợi tốt đẹp. Một chi tiết trong toàn bộ scandal của Sujin G-Idol khiến K-net tranh cãi, nhẹ hơn bạo lực học đường nhưng liệu có thể tha thứ được hay không? Tính đến nay đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Sujin của G-Idol vướng vào những vụ bê bối nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp, khi bị tố bắt nạt bạn học thời cấp 2. Sự cứng rắn của phía nạn nhân cùng với cách xử lý có phần chậm chạp và không thấu tình đạt lý của QB đang đẩy vụ việc này đi xa hơn, khiến Sujin phải đối mặt với nguy cơ bị chính người hâm mộ của G-Idol tẩy chay bên cạnh động thái quay lưng đầy quyết liệt của số đông công chúng Hàn Quốc. Việc công ty chủ quản của G-Idol để Sujin tạm dừng hoạt động khiến cho netizen Hàn không chút hài lòng, bởi điều họ cần hiện nay là thành viên này phải hoàn toàn rời khỏi G-Idol để hình ảnh và danh tiếng của nhóm không bị ảnh hưởng xấu. Trong toàn bộ vụ bê bối của Sujin, có một chi tiết cho đến nay vẫn khiến cho netizen Hàn phải đặt câu hỏi liệu có thể tha thứ được hay không. Trong bức thư đến từ người hâm mộ vào sáng ngày 22 tháng 2, khi mà những cáo buộc vừa mới chỉ nổ ra, trong khi thành viên của G-Idol phủ nhận hoàn toàn tin đồn bắt nạt bạn học, cô đã thừa nhận việc mình từng hút thuốc vài lần khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một số fan của G-Idol cho rằng so với việc bạo lực học đường, hút thuốc có thể là một hành vi không mấy nghiêm trọng, đặc biệt là khi ngày nay có rất nhiều học sinh cũng bắt đầu hút thuốc cả trong và lẫn ngoài trường học. Tuy nhiên, khi mà vấn đề này được đặt lên trên các diễn đàn trực tuyến, phần lớn cư dân mạng Hàn Quốc vẫn khẳng định họ cảm thấy cực kỳ khó chịu với hành động này, bởi Sujin không bắt đầu hút thuốc từ cấp 3, mà cô bắt đầu hút thuốc từ khi mới chỉ học cấp 2. Nhiều ý kiến tuyên bố rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng mà họ không thể nào chấp nhận được và họ cũng không mong muốn nhìn thấy một người có quá khứ phức tạp như Sujin tiếp tục hoạt động nghệ thuật trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ KNews 24 giờ nhé.